Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin tối ngày 1 tháng 2 trên các nền tảng của FBNC. Bản tin tối hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Trên thế giới, nữ hoàng Anh muốn đón tiếp ông Biden trước khi hội nghị G7 diễn ra. Tại Việt Nam, học sinh thành phố Hồ Chí Minh tạm dừng đến trường từ ngày 2 tháng 2 để phòng dịch Covid-19. Tiêu điểm thế giới, Mỹ muốn liên minh kim cương thể hiện vai trò cốt lõi trong đối phó Trung Quốc. Bức ảnh trong ngày, bộ đội tốc lực xây dựng bệnh viện dã chiến 1.000 giường bệnh tại Hải Dương. Thưa quý vị, năm 2021, nước Anh sẽ tổ chức hội nghị G7 vào tháng 6. Theo tờ Sunday Times, thì nữ hoàng Elizabeth muốn được đón tiếp ông Joe Biden tại cung điện Buckingham trước khi hội nghị bắt đầu. Thủ tướng Anh Boris Johnson thông báo, hội nghị năm nay sẽ được tổ chức ở thành phố Cornwall ở tây nam đất nước. Ông hy vọng đây sẽ là dịp để lãnh đạo các cường quốc đạt được sự đồng thuận chung về các phương cách đối phó COVID-19, cũng như phục hồi kinh tế sau đại dịch. Một tháng sau khi Anh rời khỏi EU, các doanh nghiệp nước này vẫn đang chật vật vì thông thương hai bên gặp nhiều khó khăn và không thể thông suốt như trước. Sau khi rời EU, quan hệ thương mại giữa khối và Vương quốc Anh dựa vào Hiệp định Tự do Thương mại được ký vào những ngày cuối năm 2020. Hiện tại, hàng hóa qua lại hai bên đều phải đi qua kiểm tra hải quan, khai báo loại hàng hóa, khối lượng và nhiều thủ tục khác. Điều này đòi hỏi nhiều thời gian cũng như chi phí cao hơn. Một số công ty của Anh đang xem xét lại các chiến lược xuất khẩu sang EU. Như một số công ty hóa chất đã chuyển trung tâm logistics của họ qua Ba Lan, một thành viên EU, để thuận lợi trong giao hàng tới toàn bộ các nước thành viên EU. Liên minh tan vỡ làm Thủ tướng Ý Giuseppe Conte từ chức tuần trước đã đưa chính trị nước Ý vào cuộc khủng hoảng mới. Theo ông Matteo Renzi, lãnh đạo đảng Viva Italy trong liên minh cầm quyền, thì Thủ tướng Conte yếu kém trong phòng chống COVID-19 và không có biện pháp hiệu quả để phục hồi kinh tế. Hiện ông Renzi và đảng Viva Italy đang tính đề cử ông Draghi, cựu chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, làm thủ tướng tiếp theo. Hy vọng với kinh nghiệm dày dặn về kinh tế và tài chính, ông sẽ giúp nước Ý vượt qua cơn khủng hoảng hiện tại. Để thành lập chính phủ, hiện Viva Italy đang muốn liên kết với đảng Dân Chủ và phong trào 5 sao. Dự kiến Tổng thống Sergio Mattarella sẽ thông qua đề cử này. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz thông báo vào đầu tháng 2 rằng nước này sẽ ủng hộ 5.000 liều vaccine cho người Palestine, chủ yếu dành cho các bác sĩ y tá, những người đang trên tuyến đầu chống dịch. Đây là lần đầu tiên Israel công khai ủng hộ vaccine cho quốc gia nghèo khó Palestine, cũng là đối thủ xung đột nhiều năm trong khu vực của họ. Hiện Israel đang đẩy mạnh tiêm chủng vaccine trên toàn quốc, trong khi Palestine vẫn chưa nhận được liều vaccine nào. Các quan chức Liên Hợp Quốc thời gian qua bày tỏ lo ngại về tình hình người Palestine khó khăn, không đủ khả năng chống chọi với dịch bệnh, cũng như yêu cầu cộng đồng quốc tế giúp đỡ. Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong-kun vừa đón tiếp đại sứ Costa Rica tại thủ đô Seoul nhằm thảo luận các phương án mở rộng hợp tác song phương. Thứ trưởng Choi mong muốn hai bên tiếp tục các cuộc trao đổi và viếng thăm cấp cao, cũng như nước bạn tạo điều kiện hơn để các công ty Hàn Quốc tham gia vào những dự án cơ sở hạ tầng và chuyển đổi số của Costa Rica. Đáp lại, đại sứ Rory Wood đánh giá cao khả năng xây dựng cũng như trình độ công nghệ của các công ty Hàn Quốc, bày tỏ mong muốn được đón tiếp nhiều hơn các công ty Hàn Quốc sang Costa Rica làm ăn để thúc đẩy quan hệ song phương nói riêng và giữa Hàn Quốc và khu vực Trung Mỹ nói chung. Kinh tế Hàn Quốc tiếp tục có nhiều dấu hiệu phục hồi khi xuất khẩu tính đến tháng 1/2021 đã tăng 3 tháng liên tiếp. Nguyên nhân được cho là nhu cầu về chip điện tử và các thiết bị y tế trên thế giới tiếp tục ở mức cao. Theo đó, tổng xuất khẩu tháng 1/2021 đạt hơn 48 tỷ đô la, cao hơn cùng kỳ năm ngoái 11,4%, cao hơn khoảng 10% so với các chuyên gia dự báo. Riêng mặt hàng chip điện tử dùng cho máy tính, xe hơi và các thiết bị khác có mức tăng mạnh mẽ lên đến 21,7%, mang đến nguồn thu khổng lồ cho những ông lớn như Samsung hay SK Hynix. Ngoài ra, nhập khẩu của Hàn Quốc tháng 1/2021 cũng tăng 3,1%, đạt hơn 44 tỷ đô la, cao hơn 1,9% so với các dự báo trước đó. Nhật Bản vừa thông qua một dự luật có hiệu lực vào ngày 2/1/2021 nhằm ngăn các ông lớn công nghệ sử dụng lợi thế của mình để cạnh tranh bất bình đẳng hoặc ký những hợp đồng không công bằng với đối tác. Các nhà lập pháp nhắc đến một số trang web thương mại điện tử bán được khoảng 2,8 tỷ đô la mỗi năm ở Nhật Bản, cũng như các kho ứng dụng App Store thu mỗi năm khoảng 1,9 tỷ đô la. Các ông lớn có vai trò chủ chốt ở Nhật là Amazon, Google, Yahoo Japan và Rakuten. Dự luật yêu cầu những công ty này phải có các hợp đồng công bằng, công khai và minh bạch. Nếu muốn chỉnh sửa điều gì, phải có thông báo trước rõ ràng với đối tác. Nếu họ vi phạm, các đối tác có thể nhờ Bộ Công nghiệp Nhật Bản can thiệp. Mới đây, Nhật Bản và quốc gia nhỏ bé ở Đông Âu, Georgia, đã ký hiệp định đầu tư song phương để mở đường cho các hợp tác sâu rộng hơn về kinh tế giữa hai nước. Đại diện phía Nhật là ông Imamura, đại sứ Nhật tại Georgia. Đại diện phía Georgia là bà Natella Tonava, Bộ trưởng Kinh tế Georgia. Buổi lễ diễn ra tại thủ đô Tbilisi của Georgia,
Nội dung chính là hai phía sẽ tạo ra các cơ chế thuận lợi hơn để bảo vệ những nhà đầu tư của bên kia, cũng như các phương cách xử lý khi có tranh chấp. Theo phía Georgia, thì nước này nằm ở bên bờ Biển Đen, cầu nối giữa châu Âu và châu Á. Trong thời gian tới sẽ hướng đến là một nơi trung chuyển hàng hóa quan trọng của thế giới. Vì vậy, cần thu hút rất nhiều nhà đầu tư về cơ sở hạ tầng và giao thông vận tải, nên rất hy vọng sẽ đón tiếp nhiều hơn các nhà đầu tư từ Nhật Bản. Bà Natella cũng nói, chất lượng các công trình xây dựng của Nhật Bản đã được chứng minh trên toàn thế giới. Trong phần tiêu điểm thế giới hôm nay sẽ là vấn đề liên quan đến nước Mỹ. Cố vấn an ninh quốc gia nước này Jake Sullivan mới đây phát biểu tại diễn đàn trực tuyến gồm các chuyên gia hoạch định chính sách tại Washington cho biết, liên minh kim cương gồm nước này với Ấn Độ, Nhật Bản và Úc sẽ đóng vai trò chủ chốt trong đảm bảo an ninh tại khu vực châu Á, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, trong việc đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc. Người tiền nhiệm của ông Jake Sullivan, cựu cố vấn an ninh quốc gia Robert O'Brien cũng từng lên tiếng cho rằng, liên minh kim cương có tầm quan trọng với Mỹ chỉ đứng thứ hai sau liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO. Trung Quốc nhiều lần tố cáo liên minh kim cương chính là mô hình NATO phiên bản châu Á và mọi nỗ lực ngăn cản nước này phát triển hòa bình đều sẽ thất bại. Mở đầu phần tin trong nước sẽ là những cập nhật mới nhất về tình hình dịch bệnh. Thưa quý vị, đến trưa ngày 1 tháng 2, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định về việc cho học sinh, sinh viên, học viên thành phố tạm ngừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng dịch COVID-19. Theo đó, từ ngày 2 tháng 2, học sinh, sinh viên sẽ thực hiện học trên Internet, đảm bảo kế hoạch thời gian năm học 2020-2021. Cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch năm học của thành phố, nhanh chóng chuyển đổi sang hình thức dạy và học trên Internet và đảm bảo lịch trực, đảm bảo thông tin xuyên suốt trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu. Được biết, theo kế hoạch năm học, học sinh thành phố sẽ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu từ ngày 8 tháng 2, tức ngày 27 tháng Chạp, đến hết ngày 16 tháng 2, tức ngày mùng 5 Tết. Vừa qua, Bộ Nông lâm Ngư nghiệp Campuchia đã ra thông báo dừng nhập khẩu 4 loại cá da trơn như cá tra, cá bớp, cá trê và cá lóc từ các nước láng giềng chung biên giới với Campuchia, khiến hàng hóa của các doanh nghiệp không thông quan phải hoàn lại Việt Nam. Ngay sau đó, Bộ Công Thương đã gửi công thư đến Campuchia bàn về biện pháp hạn chế nhập khẩu cá. Bộ Công Thương nhấn mạnh lệnh cấm nhập khẩu cá của Campuchia sẽ gây tác động tiêu cực tới doanh nghiệp của hai nước cũng như người tiêu dùng Campuchia. Bộ cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan của Campuchia để thúc đẩy xử lý vụ việc, đảm bảo việc xuất khẩu cá của Việt Nam sang Campuchia được diễn ra bình thường, thông suốt. Theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 1 vừa qua đạt 27,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 50,5% so với cùng kỳ năm trước. Về thị trường, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 7,5 tỷ đô la Mỹ, tiếp đến là Trung Quốc, thị trường EU, ASEAN, Nhật Bản và Hàn Quốc. Ngân hàng UOB có trụ sở chính tại Singapore vừa công bố báo cáo mang tên Nghiên cứu tâm lý người tiêu dùng khu vực ASEAN, được thực hiện bắt đầu từ tháng 7/2020 với hơn 3.500 người đến từ các nước ASEAN tham gia. Theo công bố, Việt Nam xếp cao nhất về chỉ số lạc quan với 81% người Việt tin rằng cuộc sống sẽ trở lại bình thường vào cuối năm 2021, cao nhất so với các nước ASEAN. Do đó, các chuyên gia tin rằng việc duy trì thành quả chống dịch của Việt Nam sẽ là yếu tố nền tảng cho việc phục hồi kinh tế trong năm nay. Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều, Quảng Ninh cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 100 triệu đồng đối với 4 công dân về hành vi không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra vào vùng có dịch. 4 người bị xử phạt gồm Nguyễn Thị Nga, 29 tuổi, trú thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, Vũ Hải Mạnh, 27 tuổi, trú phường Mạo Khê, Đông Triều, Mai Ngọc Nam, 31 tuổi, trú phường Thanh Sơn, Uông Bí và Nguyễn Ngọc Anh, 31 tuổi, trú phường Yên Thọ, Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Ngày 31 tháng 1, Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự hai đối tượng là Nguyễn Văn Mỹ, 49 tuổi và Đỗ Thị Lệ, 42 tuổi, cùng ở thành phố Châu Đốc, để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Trước đó, các lực lượng chức năng đã mật phục trong khu vực biên giới thuộc thành phố Châu Đốc thì phát hiện và bắt giữ ông Mỹ. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ một bọc màu đen có chứa 86.200 đô la Mỹ. Người đàn ông này khai được Lệ trả 200.000 đồng để mang số ngoại tệ này qua biên giới giao cho một người Campuchia. Sau đó, lực lượng chức năng khám xét nhà Lệ thì phát hiện thêm hàng ngàn bao thuốc lá lậu, đồng thời đối tượng Lệ cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Tối ngày 31 tháng 1, Công an tỉnh Đồng Nai phát đi thông báo khẳng định thông tin hai học sinh bị cướp áp sát giật túi sách giữa ban ngày ở Đồng Nai là hoàn toàn sai sự thật. Trước đó, tài khoản Facebook Phê Long Thọ đăng tải video hai nhóm học sinh lưu thông trên đường với lời bình học sinh giờ tuổi trẻ tài cao quá. Ngay sau đó, một số trang điện tử đã đăng tải thông tin kèm tựa đề nữ sinh bị cướp áp sát giật túi sách giữa ban ngày.
Tuy nhiên, qua làm việc với chủ Facebook nói trên và phụ huynh học sinh các em trường trung học cơ sở xã Long Thọ, thì được biết nhóm học sinh này đùa giỡn trên đường nên bị té ngã chứ không hề bị cướp giật. Cũng liên quan đến tin tức sai sự thật, vừa qua, Công an huyện Kiến Sương đã xử lý đối tượng Lê Đức Thế, sinh năm 2002, trú tại xã Vũ Lễ, huyện Kiến Sương, vì hành vi tung tin thất thiệt về dịch bệnh. Cụ thể, Thế đã đăng trên trang Facebook cá nhân với nội dung: "Họ hàng nhà tôi có một ca nhiễm COVID-19 đang cách ly, anh em ra đường hạn chế, chú ý đeo khẩu trang nhé. Vẫn đang tìm những người đã tiếp xúc, lây hoặc đã lây nhiễm từ người nhà tôi, Thái Bình thất thủ." Thông tin này đã thu hút nhiều người xem, chia sẻ gây hoang mang trong dư luận. Làm việc tại cơ quan công an, Thế đã thừa nhận sai phạm, tự giác gỡ bỏ thông tin, đồng thời cam kết không tái phạm. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Công an thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên vừa thông tin vụ chém người xảy ra ở tổ dân phố Hoàng Thành, phường Đồng Tiền, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, nạn nhân là anh Nguyễn Văn Hải, 38 tuổi, bị Nguyễn Văn Minh, 27 tuổi, chém đến tử vong vì đối tượng cho rằng anh Hải đã gian lận khi chơi game ăn tiền. Hiện đối tượng Minh đã bị bắt giữ, lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý trường hợp trên theo quy định của pháp luật. Còn tại Hà Tĩnh, mới đây, một ổ dịch tả lợn châu Phi đã được phát hiện tại hộ chăn nuôi ở xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, với 6 con heo phải tiêu hủy nhanh. Nhằm khống chế bao vây ổ dịch, huyện Cẩm Xuyên đã chỉ đạo địa phương đang có dịch thực hiện đồng bộ các giải pháp xử lý. Trong đó, địa phương tiến hành vệ sinh, phun hóa chất tiêu độc khử trùng, rắc vôi bột để tiêu diệt mầm bệnh tại ổ dịch, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động buôn bán, vận chuyển, giết mổ lợn trong vùng dịch và khu vực liên quan. Chuyên mục bức ảnh trong ngày hôm nay, chúng tôi muốn chuyển đến bức ảnh này. Đây là khoảnh khắc hơn 100 chiến sĩ thuộc Lữ đoàn Pháo binh 454 và Lữ đoàn Tên lửa 490 khẩn trương dọn dẹp trường đại học Sao Đỏ 2 để xây dựng bệnh viện dã chiến hơn 1.000 giường tại Hải Dương. Với khối lượng công việc lớn nên các chiến sĩ phải căng mình dọn dẹp cả ngày, tất cả vì cuộc chiến chung chống Covid-19 và vì một cái Tết bình yên, vẹn tròn của đồng bào cả nước. Quý vị vừa điểm qua những sự kiện thông tin đáng chú ý trong ngày của quốc tế và tình hình trong nước mà các bản tin của FBNC truyền tải trên nền tảng kênh truyền hình FBNC, YouTube FBNC và Facebook FBNC. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những nội dung trong nước và quốc tế mới nhất qua các bản tin Tỷ giá, giá vàng, bản tin kinh tế hôm nay và tin sáng 30 giây vào sáng mai ngày 2 tháng 2. Quý vị hãy bắt tín hiệu với FBNC và theo dõi nhé. Sau đây là những nội dung đáng chú ý trong các bản tin tiếp theo của FBNC. Vừa qua, Vương quốc Anh cho biết họ đang nộp đơn xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, khu vực thương mại tự do bao gồm 11 quốc gia châu Á-Thái Bình Dương tham gia, nằm trong kế hoạch hậu Brexit, rời khỏi Liên minh châu Âu của nước này. Để hạn chế thiệt hại cho người dân do dịch bệnh COVID-19, ngành chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tổ chức kết nối tiêu thụ nông sản cho nông dân trong các khu vực phong tỏa. Nhà đầu tư đang tỏ ra ngó lơ vàng thế giới. Tại Việt Nam, càng gần đến Tết, vàng miếng SJC tiếp tục tăng. Trong một diễn biến khác, Ấn Độ đã cấm tiền kỹ thuật số. Thông tin chi tiết sẽ có trong bản tin Tỷ giá vàng chứng khoán của FBNC ngày hôm nay. Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, các tỉnh thành trên cả nước đang căng mình chống dịch. Tại Quảng Bình, công tác này triển khai ra sao? Tất cả có trong tin sáng 30 giây sáng mai ngày 2 tháng 2. Người dân thành phố Hồ Chí Minh đang mong mỏi dịch bệnh qua đi để đón Tết vẹn tròn. Năm nay người dân sẽ được thưởng lãm đường hoa với thiết kế vô cùng độc đáo. Chất liệu đó là gì? Kính mời quý khán giả cùng theo dõi tin sáng 30 giây ngày mai. Bản tin tối cùng FBNC với những thông tin chính yếu trong ngày và diễn biến mới nhất về tình hình thế giới trong nước sẽ có trong những bản tin tiếp theo, cũng đã được Thu Thủy cập nhật nhanh nhất đến cho quý vị. Hãy cùng FBNC trên các nền tảng, kênh truyền hình FBNC, YouTube FBNC, Facebook FBNC để cập nhật những thông tin hữu ích nhất nhé quý vị. Còn bây giờ, Thu Thủy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào ngày mai.